Kính chào các anh chị, tôi là Đặng Việt Dũng đến từ Fujifilm. Theo những nghiên cứu thị trường gần đây thì công nghệ in kỹ thuật số là một trong những cái công nghệ mà có tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Với lợi thế của nó là tốc độ in rất là nhanh, dễ vận hành, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể tự đầu tư để tự sản xuất. Tôi tên là Phấn, tôi hiện tại làm ở công ty Vimedim. Công ty thành lập vào ngày 22 tháng 5 năm 1992. Thì đã qua 31 năm thành lập, công ty chuyên sản xuất về thuốc thú y và thủy sản. Chuyện in offset hiện có thì Vimedim có thể tự sản xuất những bao bì tem nhãn cho các sản phẩm của mình. Tuy nhiên là có những lúc phải in bù hao cho những đơn hàng bị thiếu sót, vì vậy cần phải có một máy in kỹ thuật số là rất cần thiết. Trước khi lựa chọn Fujifilm, chúng tôi đã đưa cho team Fujifilm rất nhiều thử thách về màu sắc, chồng bon, in đa vật liệu. Chúng tôi rất hài lòng khi team đã đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định chọn nó. Phần lai của Vimedim, chúng tôi cần có những máy in kỹ thuật số dùng để in nhanh, in chuẩn màu sắc châu Âu để thuận tiện cho những đơn hàng nhỏ lẻ. Đó là lý do chúng tôi muốn đồng hành cùng Fujifilm. Value from innovation.